What are we expecting out of these two? I think the first game means the most out of all games. Like, they both like show their style. Yeah. And like after this, we'll see like who reacts to what, like what they're gonna ban, what they're gonna do. Đấy. Thôi vào game mẹ đi. Alo, em sẽ qua đây bàn. Tôi nói mọi người có nghe rõ không vậy? Giờ kênh biết rồi má, mở kênh đúng trễ luôn, 12 ông người xem mà, không tâm. 2BD Bad Rider và Earth Spirit dành cho team OG thưa các bạn. Đây là phần sân của OG trong game đấu này. Trong khi đó thì team Liquid sẽ nắm giữ Radiant với first pick là Phoenix, Bandiel là Titan cũng như là Void. Pick thứ hai dành cho team Liquid. À, tiếng tôi với tiếng game mấy ông nghe có khác biệt gì không vậy? Ủa? Sao lại không nghe? The hell man? Được chưa? Âm thanh tầm này nữa, còn nếu nghe nữa thì tôi cũng bó tay hết xuống rồi đó. Rồi SBS và OG á. Thế thì thôi xong rồi, OG sắp mặt lòn rồi. Team Liquid pick thứ hai, suy nghĩ lâu quá, Kuroki suy nghĩ rất là lâu. Đây là team lỏng lỏng. Tại vì họ để tên team là Liquid.Liquid. Đây là Liquid.Liquid Quỳ. Có thêm một dấu huyền. Rồi ở Việt Nam chúng ta gọi là Lý Quỳ thì cũng có vẻ không sai. Alchemist dành cho team Liquid để lên mid với Fata cầm AK rồi. Hoặc cũng có thể là Matumaman với con Alchemist farm carry. Mà để Alchemist farm carry thì trông ngu lắm. Chắc là team Liquid không làm vậy đâu. OG ban đi Death Prophet và Nax. Giờ một kho một sub của team Liquid có rồi. Ban đi Slug của Matumaman. Xem ra trong đầu của Fly thì nhận định là Fata sẽ cầm Alchemist mid. Slug là một hero tủ của Matumaman. Cả cái Nax cũng bị ban. Thì Matumaman còn anti-mây. Còn chỗ nào nào đánh cũng được. Anti-mây chỗ nào nào. Ra set thì đánh hơi tệ một tí. AA được ban ra bên phía team Liquid. Muốn bảo kê cho Alchemist của Fata.
Ở phía OG chọn Offland là Bad Rider rồi. Sub RAM tốt đó là Spirit. Với team Liquid thì xem ra họ không đánh giá cao khả năng limit của Miracle lắm thì phải. Hoặc là đã có một cái chiêu bài gì đó để counter Miracle. Chứ với một thanh niên limit 9k MMR mà team Liquid không ban một con limit nào, nó là tự tin vô độ luôn. Đùa chứ đéo ban con limit nào, tí hồi Miracle lại cầm mấy con hero tủ ra thì nó lại vả cho vỡ mồm. AA bị ban. Giờ nếu mà không ban mid thì thực sự rất liều lĩnh đấy. Sự lựa chọn hero cho Oracle, cho Miracle ở lane mid rất thoải mái luôn. Vậy ban đi chỗ nào của Notel. Pick thứ 3 offlane và sub có rồi. Vẫn còn hai vị trí core nữa, một mid và một carry cho Notel. Mad Rider chắc chắn sẽ thuộc về Moonbinder. Mà ông nội Moonbinder của OG ấy thì bị một cái là cầm cái con bát này lúc hay lúc dở à. Nó thất thường lắm. Kiểu sáng nắng chiều mưa, trưa gió mùa đông bắc, gọi là IO dành cho Crit. IO cho Crit hay cho Fly nhỉ? Mình nghĩ thì sẽ là IO cho Crit hơn là cho Fly. Vì tính ra thì vóc dáng của Fly ở ngoài đời nó hợp với con Spirit hơn là con IO nhỏ bé này. Kuroki đang thực hiện lượt pick thứ 3 cho team Liquid. Với Archimist thì có thể tập trung vào chơi bài trừ giáp. Tại vì là của OG cho đến thời điểm này thì ba cái pick đầu tiên của họ giáp không cao. Assist cho Archimist đã giải quyết được 7 giáp. Ok đi con mẹ Huska. Pick rất quá dị đến từ phía team Liquid. Nếu mà Huska thì sẽ là Oracle. Combo Huska và Oracle đang trở lại hot hơn là so với combo Huska Dazzle ngày trước. Vậy là ý đồ ban đi AA và những hero có cái khả năng giảm giáp trắng, giảm kháng phép trắng là rất rõ ràng. Đáp trả ngay lập tức đó là Timbersaw cho Miracle ở lane mid rồi. Timbersaw hoặc cũng có thể sẽ là Miracle cầm Timbersaw farm safe lane để lấy level và đè được con Huska. Tại vì bản chất của Timbersaw thì đánh đam thẳng vào máu rất là nhiều. Nếu như cứa được cây sẽ đánh đam thẳng vào máu và trừ phần trăm stat 15%, tối đa có thể trừ đến 30% lượng stat lận. Cho nên để Timbersaw mà nó vào nó càng quét, nó xanh, nó càng quét được Huska và Chemist thì cũng rất mệt cho team Liquid. Bên phía team Liquid bây giờ thì Kuroki phải suy nghĩ cho một cái pick để counter được Timbersaw. Mà nói chứ counter cũng đi ấy, phải đốt mana. Chưa nói xong mà pick mẹ rồi, Nyx Assassin. Phải burn mana của Timbersaw sát số rồi thôi. Timbersaw nó cũng tự như con Storm Spirit với khả năng cơ động rất là cao. Miễn là nó còn mana nó còn sống thôi. Còn mana thì khả năng sống sót rất là cao. Vãi Dr. Hiếu, mẹ Miracle cái nội Fata ở si cộng được 100 điểm. Miracle thua ở si 10 điểm à, 10 trận liên tục rồi. Là âm 250 rồi. Ok, Fata over Miracle. Là ban thứ 3, là ban cuối cùng dành cho team OG đây. Có lẽ sẽ là ban đi vị trí offlane mạnh. Mind Control mất con Daxia rồi. Thì bây giờ team Liquid với last ban của mình sẽ ban vào carry. Carry đi đâm tay. Carry đi đâm tay, Terror Blade đã bị ban. Và pick cuối cùng dành cho team Liquid với vị trí offlane hoặc là support cũng được. Vì con Phoenix và con Nyx Assassin nó có thể, cả hai hero này đều đảm nhiệm được vai trò support cũng như là vai trò offlane khá tốt. Cái tủ vô đi chứ. Ngồi đây mấy anh Tú coi camera không lại không sáng. À giờ last pick mấy ông cứ coi đi nha, tôi đi lấy nước ấy. À, classic của ta lương, không đi lấy nước không là caster mà. Cái gì vậy?
Má đúng là nhiều điều bất ngờ mà đi lấy nước một phát quay lại thấy Mipo trên hotel ấy. Gì dạng vậy? Chris là người Kamayo, Fly có cho mình đó, Spirit đó tôi nói rồi, Fly người đâu con thấy đem Kamayo được đâu. Không có hợp. Miracle 9k Team Maso, không biết là con Team Maso này của Miracle nó có ngầu hơn Team Maso của Fata ngày hôm qua hay không. Chứ nội hôm qua mà Fata cầm Team Maso là càng quét hẳn cái đội hình của team địch 2-0. Mà cái kiểu thức khuya cast đêm á, xong tôi quên mẹ luôn là hôm qua Navi đánh với ai và Alex đánh với ai à. Chỉ biết là hôm qua thì team Liquid rep một team nào đấy với cái con team đồ so của Fata ở lane mid. Chúng ta cùng điểm qua lớp hai team nè. Lần cuối cùng trước khi trận đấu bắt đầu, Kuroki đang là người cầm Dazzle support, Fata đi mid với Alchemist, Jarrah đảm nhiệm vai trò support cùng với Dazzle của Kuroki. Còn Phoenix của mình, cái đó thì Mind Control sẽ offlane bằng Nyx Assassin. Cuối cùng đó là carry của team Liquid Matomaman có cho mình Huska. Bên phía team MOG thì chúng ta đang thấy được ở đây đó là Fly, Spirit, Grid, IO, Miracle, Team Versor, Moonbinder có cho mình Raider. Và một trong những hero rất rất tủ của Notel đó là Meepo. Dành cho những bạn nào không biết thì Meepo của Notel có win rate là 78% dựa theo stat của Dota Buff. Win rate của Meepo Notel là rất cao, nhưng đó là đánh buff, còn đánh competitive thì rất ít khi nào thấy được là Meepo Notel xuất hiện. Và đảm nhiệm vai trò carry nữa thì lại càng ít. Nên tôi sẽ chỉnh một số cái hình ảnh trên màn hình cho nó khớp lại vị trí góc. Anh em hãy chờ đợi giây lát. Như là phong chữ nó có hơi to hơn bình thường. Các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa team Liquid và OG trong khổ ESL One Frankfurt 2016 trên kênh Kingdom Studio, hành động mạnh nhà tài trợ 188 Asia, website hàng đầu châu Á. Bây giờ là phát nhau của ai đây? Không mấy gì ra, một sóng tên đôi đến từ Kuroki và Rune Bounty là dành cho team Versor một Miracle rồi. Nhưng mà first blood dành cho Notel với màn của Mind Control. Đó rồi té. Bên phía team OG kèo này thơm rồi, Timber có cho mình được Rune Bounty. Trong khi đó thì Notel lại ăn được first blood mạng của Mind Control. Rất thơm ngon và bổ dưỡng cho Notel. Grid ở trên lane top này như vậy là cạnh tranh không có Rune. Với lane boss thì ít ra Fata, à không, cũng đéo phải Fata, mà đó là Matumbaman nhặt Rune Bounty. Rồi tắt cái xác định chat đi. Xem ra là Miracle đang dùng cái lối đánh của Fata ngày hôm qua để counter chính Fata luôn. Cái kiểu đánh Timbersaw rất quái dị, đó là max cứa và cái reactive armor chứ không nên kéo. Timbersaw đến tận level 8 mới có một điểm kéo. Mà hôm qua nó hành, phải nói là ra bả cái lane mid. Hôm qua nó hành ai ta? Thôi tôi không nói về quá khứ nữa, tại vì đêm qua tôi chả nhớ mẹ gì hết. Tôi ngủ một giấc vậy là tôi quên hết luôn đêm qua ai đánh với ai. Câu như vậy. Trên lane top sẽ là Trip Lane, Fly với Crit. Bây giờ duo này Mind Control với Kuroki cũng sẽ hơi vất vả đây. Ủa, hai con Sentry này
Đó, mắt anh mắt em không nhìn thấy nhau rồi. Hotel sắp có cho mình level 3 rồi, nó sẽ có phiên bản thứ 2 xuất hiện. Khi đó thì dưới landboss này Moonwinder cũng đang full grip rất là tự tin. Thấy chứ anh nhây nhây, anh ăn cám ngay lập tức. Tại vì nếu có bay lửa, Moonwinder là chuyên gia thế này, một xà lô vào đầu. Matumaman đang cạt lửa vào rất lâu rồi, nếu có level 2 cái kiểu đánh này của Moonwinder tôi cũng đéo hiểu được là tại sao mà đánh như vậy. Một con Bad Rider level 1 lên tẩm xăng. Trông nó cứ vừa ngu ngu mà nó vừa đần đần. Phát hẳn cái phân biệt giữa đâu là ngu và đâu là đần. Nó rất là kỳ quặc. Moonwinder luôn luôn chết ở offlane khi cầm con Bad Rider ở level 1. Thậm chí có khi lên level 2 anh vẫn chết. Không lên bay lửa đầu tiên, không có gì để chạy hết, lên tẩm xăng. Nó rất kỳ quặc. À quên mất. Phải sửa tên kênh lại là Liquid vs Ogre. Sorry. Fata. Ở lane mid này thì Fata đang gọi cho mình máu lớn ra rồi. Quá khó thở khi phải đối đầu với chính cái phong cách đánh. À không, Miracle cũng chọn theo một cái lối đi skill khác. Trên lane top này, My Control đang bị áp sát vào, rất đau. Không phải là dành cho offline. Tix đã không còn gai để sống được kịp rồi. Nhưng kéo máu được của Hotel cũng khá khá rồi. Hotel sẽ cho mình bị buông được vậy. Ủa đéo về luôn hả? À. Ủa? Ok, con kia đi về. Cái con này sao? Vậy là trả quá to cho IO. Lối đánh IO và Mipu. Sử dụng Mipu để chặt bot liên tục. Vậy thì đảm bảo được một điều đó là cái lane của Ogre sẽ không thọt. Archimedes có cho mình rune multi rồi. Chưa thấy giày dép gì đâu cả. Đang bắt đầu farm stack. Cũng chỉ là một bãi stack nhỏ thôi. Trên lane top này My Control level 2 cũng như Kuroki cùng level rồi. Với Hotel đã level 4. Bù lại thì Reed và Fly lúc này mới chỉ là ở đầu level 1 và level 2. Có bao nhiêu level là Hotel ăn hết. Lên boss như vậy là Moonwinder quanh tới quanh lui thì vẫn thọt. Last hit deny của Moonwinder là 7-0. Tạm được đi, lại bắt lấy được My Control rồi. Có vào hay không? Một cú sọc đôi. Tiếp theo sẽ là cái gì? Sông Nam yêu máu, có Phượng Hoàng lên hộ giá. Và bây giờ Hotel phải chạy. Chạy là khá nhanh và kháng thép cũng khá lớn. Xem như con Mipu còn cái an toàn. Nhưng Fly thì không may mắn như thế. Fly đã nằm xuống dưới tay của Dazo Kuroki. Xong tên đôi đến từ My Control. Kuroki một kèo nữa thôi. Mạng dành cho My Control với Grid ở đây. Còn lại là hai con Mipu thấp máu. Tiếp tục là một đợt càng quét nữa. Và Liquid đã có tròn vẹn 3 mạng trên lên top này của Team Ogre. Đáp trả lại tình huống First Blood là 3 mạng. Có cả carry Mipu nữa. Fly ngay lập tức chuyển xuống dưới lane boss này. Ấy, con gà kìa. Kheo vài cái nó vui. Vậy là không. Nó thật ra thì con gà này muốn đánh cho nó chết cũng rất khó đối với một hero như là Burst Spirit. Nhưng việc Notel chết ở đầu game thì đánh giá là nó không ảnh hưởng nhiều. Bắt đầu vào rừng kiếm, thấy rồi. Bơi ra farm em ơi. Archimedes bơi ra farm em ơi. Miracle đứng nó farm hết mẹ luôn rồi. Một cửa ra. Không đúng hướng cho lắm. Vẫn là cửa rất đau. Tuy nhiên hộ giá đã đến. Hộ giá của cả hai team cùng xuất hiện. Miracle đang cố gắng ăn bottle thêm cho mình. Và Lai vẫn đuổi theo Fata. Có tầm nhìn tuy nhiên chưa có cây cho Miracle kéo. Fata vẫn còn một nhịp nữa cho Fata. Lách rất kéo. Vào đây fit grip rừng. Hình như là hơi khó. Kuroki đến. Matumaman cũng đến. Bây giờ thì Miracle ở lại rồi. Và Lai sẽ chạy sang tiếp này. Hắn kéo cái TP. Chạy thế nào rồi? Tôi cứ nấp vào đây đi. Tí vào phía trước rồi. Ổn mà, không sao đâu. Đợt đi găng của team Ogre trong rừng này kéo rất là dài. Và nằm ở khu vực gần cửa 1, cửa 2 đấy. Và đây là phía rừng. Xong cái Kuroki thấy. Có vẻ như là sẽ không có hết được. Con creep làm cũng rất khó chịu. Nãy giờ thì chúng ta đã quên hẳn được Matumaman anh ấy đang farm cái gì rồi.
Amleth Incoming dành cho Martin Bauman ở phút thứ 7, giày ghẻ và Amleth dành cho Oscar. Để lên top này Martin Bauman có từng level 4 rồi. Bắt đầu vào level 6 thì còn Max, nhầm, con Nyx này nó sẽ ram đi găng những hero support mỏng như là IO hoặc là Osprey. Osprey hiện tại đang bị thọt level rất nặng. Và hơi khó ở một chút. Bây giờ đối đầu với Miracle. Lướt lên. Ủa? Sao Green đứng im này? Matumaman đã nằm xuống. Nhưng tại sao Green lại đứng im? Đánh nếu khác một game mà FK. Để một diễn biến khác thì Spirit đã có được mạng của Oscar. Đi lên boss này. Đây là tình huống mà recap cho Oscar. Và bị tẩm 3 xăng một lưới thôi. Lượng đam cũng là khá lớn vào đầu của Oscar, nhưng mà tại sao mình đéo hiểu lắm là IO của Grid lại đứng yên một chỗ thì ông rất muốn tập trung. Ngày hôm qua OG có đấu đâu, hôm qua Fata mới là team phải thi đấu đến phần khuya mà. Thời gian nghỉ ngơi của team Liquid không nhiều lắm. Đây là OG lại đang bán kèo 10 kill. Đánh ESL mà còn bán độ kèo 10 kill thì tôi cũng quỳ ấy. Mà nói thì nói cho vui thôi chứ Liquid và OG là hai team chắc chắn sẽ được đi Major ở DTI rồi. Cho nên cái giải này thì không có quan trọng béo đâu. Nhất định là sẽ được mời thôi. Nên cứ đánh nhây nhây đùa đùa thế là xong. Như vậy là có giày bay dành cho Notel ở thứ 8. 8 phút Mipu giày bay. Xong cái con Mipu con này thì đéo nổ. My Control đã có cho mình về mana với level 6. Xong stun chỉ để last hit thôi. Mipu sở hữu lượng kháng đam phép cơ bản khá cao là 35%. Mở gai ra và Notel không dám nhảy. Mày nhảy hồi 4 cái. Miracle có Runaken. Này là level 8 rồi. Phút thứ 9 của trận đấu với 9 mạng tất cả rồi các bạn. Rừng Miracle vẫn đang rất tự tin. Cái rừng này hết cây rồi. Cứa vào người Gerard rất đau. Gerard lướt đi là rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên Miracle sẽ thêm một cứa nữa và dứt điểm được mạng của Phượng Hoàng. Phượng Hoàng đã gọi là đụng trứng rồi. Ở đây, ở Fata còn tí máu kìa, cửa chưa đủ, chưa đủ. Bật tắt Amleth của Fata đang làm Miracle bốn cổ. Như vậy là đã bị trụ bắn chết. Anh ấy đai trụ và đã bị đủ. Nói một cách giống như trước đây. Mà tụi mình có Amleth rồi thì đánh cũng máu chó hơn hẳn. HP tầm 8-9-10 thôi, đâu có nhiều. Fly và Notel. Over Phoenix vừa có được mạng của Bad Rider bằng cách nào đấy. Ở land mid. Ok, mid skill là truyền thống của kênh mà. Nếu không có xem thì cũng thông cảm cho. Bây giờ thì bắt lấy My Control. Lách ra là rất khéo. TP tuy nhiên không sập sạch đôi được. Có lưới lại rồi. Lần này thì My Control xác của mẹ nó định. Ủa? Vậy là có hộ giá đến từ Kuroki. Runehaze. Trên này Fly cũng ngay lập tức lao lên để backup cho team. Và kèm theo đó là Miracle. Nhưng Matumaman tham gia combat bắt đầu nhảy vào đầu của Notel. Một cứa vào đất đầu. Tuy nhiên Matumaman lại có bất tử rồi. Bây giờ thì anh ấy cần cả vũ trụ. Ở lại đây, ở lại đây không. Grip nằm xuống, double kill. Miracle cũng không qua được con trăng này rồi. 10 kill thuộc về team Liquid. Nói chung là giải này không quan trọng đối với Liquid và OG. Cho nên các bạn cứ tưởng tượng như đang xem WWE mà đang diễn á. Chắc chắn được mời DTI rồi. Đánh cái này là đánh cho vui thôi. Chết mẹ cho nó. Mèo thấy không? Kiểu nó trông cứ như
322 ấy, nhìn thì cứ giống như là 322 nhưng mà thực ra nó là bán độ. Chờ sắp có Blink rồi. Như vậy trong tầm ngầm chứ để anh Phan Free hồi Blink là 6 tiền. Còn thiếu 6 xị nữa, tức là khoảng phút thứ 14 sẽ có Blink nhìn vào Battle Royale của Winter. Ngay khi có cái Blink này có lẽ là Winter sẽ biểu diễn một màn Blink vào bắt Karim và bắt cái xe. Tại vì anh ấy thường hay làm như vậy đó. Cái gì cái chứ ông Moonminder cầm một cái rider tôi thấy kiểu như là một cái rô tóc trống. Tức là vào fit cho team nhiệt tình. Fit cho team bạn là nhiệt tình. Đầu tiên là fit cái streak. Đấy, để mấy con cave rẻ tiền nó ăn streak to. Sau đó để carry của team mình giết cái con cave đó. Ở đây là tình huống smoke. Vâng, bắt không kịp. Jerax phản ứng rất nhanh. Tất cả là nhờ vào vị trí cắm mắt này. Khi mà vừa thấy Moonminder xuất hiện với cái smoke biến mất thì Jerax đã bấm lướt đi rồi và không có đủ thời gian để cho Fly thực hiện pha sai lầm. Uska lúc này đang có hút máu 1 cùng với lại Amlet. Khả năng lên Helm of the Meter là có thể, nhưng nếu như chọn lên cái item như là một cái để xem tầm này á, để hút máu thường nè, dây treat, amlet, bắt đầu lên đồ giáp. Tại vì bật tắt amlet thì máu mới về 1 thôi. Mở amlet là máu nó sẽ rút 45 máu một giây. Trên rừng lúc này đó là các thành viên của team Liquid họ đang sờ móp. Ấy con gà. Không. Rất đáng tiếc là Mind Control đã ở quá xa rồi và con Gorilla đã đi về an toàn. Oracle cũng đang có double dam. Trong kèo cũng rất là ngại đánh. Bên phía team Liquid sau 13 phút đầu game này họ đã giành khoảng 7k tiền. Hiện tại thì hai bên như vậy có vẻ như là găng mid cũng được. Nên thôi, găng nếu được thì thôi. Không cần phải đại khai sát giới, mình chỉ cần là trụ thôi. Tới hai về bản chất của người game push nhà. Fortify lên rồi. Và ta cũng cắn thuốc lắc lên. Thả acid các kiểu. Cái trụ thì không giữ được và đó là trụ dành cho Archimedes. Vị trí cắm mắt này là khá rõ ràng, đó là 100 đồng dành cho Miracle. Xem ra là Miracle chưa diễn được nhiều với con Timber này. Anh có KDA là 131, khá tệ cho Miracle sau 14 phút thi đấu. Hand of Midas dành cho Phoenix của Jerax. Vậy 14 phút mà con Phoenix có dày máu và Midas là rất giàu. Thấy được con Mibu con trói lại rồi. Bên này là hai con Mibu khác. Có Radiant dành cho Fanta. 14 phút Radiant, Amleth và Dây Ghẻ. Moonminder cũng đang bắt đầu cố gắng đi tìm cái mạng đó. Đang bị cướp tắt ở đây. Kia là Matumaman rồi, bay vào bắt Matumaman. Bắt ai đấy, bắt thằng đĩ là cái gì? Trời đấy, khắc lồ này tự sát, tôi nói rồi. Trời, tôi nói rồi, bao nhiêu lần rồi. Thiếu gì người đã bắt phía bên đây bầu trời. Miracle đã nằm xuống. OG xem ra không cần chức vô địch ESL lắm. Bây giờ sẽ là Roshan. Roshan sẽ có Aegis dành cho Matumaman. Bay vào bên trong đó là Fly, dựng ulti ra là rất ngầu và anh ấy đi thẳng vào cầu luôn. Mind Control cũng đã nằm xuống dưới ulti của Spirit rồi. Những WP mà IO đập là không đủ để giết chết bất cứ ai. Và như vậy Matumaman đã có cho mình Aegis. Đấy, xong rồi Moonminder lại Blink vào và bắt lấy Matumaman này. Nghi lắm. Cái gì cái với con Bad Rider của Moonminder là đủ chuyện để chửi hết á. Nói thật, nhìn đánh thấy không chịu được luôn á. Cái việc vô địch giải ESL này thì hình như tiền thưởng chỉ là 800 mấy ngàn đô thôi vậy bạn. Đối với team OG hay cả team Liquid thì cái phần thưởng đấy nó chỉ là cho vui. Đặc biệt là team OG với hai chiếc vô địch trong năm nay, họ đã có tổng cộng là 2.2 triệu đô tiền thưởng của Valve, kèm theo việc chắc suất đi TI 6
với quỹ tiền thưởng của TI6 ước tính là 20 triệu đô đây thì việc về hạng 16 tức là vào và thu ngay lập tức cũng sẽ giúp cho đội về hạng best của TI có được cho mình 80.000 đô. Biết đang có nhân level 8 rồi nhưng vẫn chưa thấy những tình huống relocate team đi găng, tại vì hình như là đi găng từ đầu đến giờ là toàn tạch. Atomaman có cho mình Hem of Dominator và tiếp tục một sói để lấy down một cái chín tiền rồi. Uska này hoàn toàn có thể lên một cái giáp xương để lấy tốc đánh và lấy giáp, vốn là cái điểm yếu lớn nhất của con Uska. Không có giáp, giáp trắng của Uska thì chỉ có 3 thôi. Moonbinder và Fly đang farm rừng của team Liquid. Khi đó thì sóc lò của Akemis biến mất rồi. Đây rồi, một pha tử thẩm của Fata. Tôi cũng không hiểu lắm là tại sao My Control lại đi vào đây xong rồi ở gai. Biết rồi, tự nhiên team Liquid đánh kỹ nào ta. Hai team đánh rất là lạ. Lối đánh nó không có hợp với cái quy chuẩn tí nào cả. Một pha cắn cần đến từ phía team Liquid. Smoke phía bên đây đó là ở Spirit Fly. Bây giờ mà không hốt được thì thôi, không một cái stun, thậm chí là My Control có tàn hình cũng đéo bấm. Mấy ông thấy không, giống WWE ấy, tức là bên này sẽ đấm bên kia cho đến ngục ngã vào dây đài, xong rồi tự nhiên mượn lực của dây đài quay ngược lại đấm nhau phát, thằng kia gục ra xong rồi bắt đầu trao đổi chiêu thức. My Control đứng đây để me, nó đáng tiếc là không ai xuống lụm luôn bao tì cả. Thế thôi lụm mẹ cho rồi, hay là để dành cho Uska, để dành cho Akemis đây. Kìa Miracle kìa, phải xử liền không cho nó nhặt cái rune. Và đó là rune dành cho Akemis rồi. Coca ơi là Coca đã nằm dưới tay của My Control rồi. Bây giờ đến lượt Jerax cũng gặp nguy hiểm khi mà lúc nãy anh ấy đã phải lướt ra ngoài bờ sông rất nhanh. À nhầm, sorry guys. Khi hai quá tôi quên mẹ đó là sẽ rất là tự tin với lại Liquid. Mới dậy, nãy ngủ mới dậy. Quên. Lâu lâu mới có lỗi với lòng người đó, hoàn thiện khách đâu, phải không? Cảm ơn. Đẩy trụ 3. Hồi máu cho Matumaman. Bất chấp là chú cứ tức thiệt, cứ cắm lưới ra đi. Notel giờ mới mỗi gậy xanh nhảy vào là rất tự tin, nhưng Matumaman có hai mạng lận. Notel nghĩ gì vậy, anh ấy đã gục ngã rồi. Biến đứng ở đây là Kovanic, ngay lập tức Mimu đã bay bắn ra ngoài. Tuy nhiên đội hình của OG đã tan nát hết rồi. Hai vị trí support quan trọng nhất đã nằm xuống. Notel vẫn chạy cối quăng lưới, nhưng lần này là bắt sập. Bắt nổi hay không, nhưng mà vừa lao ra đây là bị sập tinh. Và đó là double kill, triple kill cho Fata. 19 từ đầu OG được gọi ngay lập tức. Magic Team đánh giải mới được, chứ đánh thường không được. Không có. Vừa rồi là game đấu đầu tiên của Kabo 3 Liquid và OG với chiến thắng 1-0 rất là rep từ team Liquid trong vòng 19 phút thi đấu rồi. Game đấu thứ hai sẽ tiếp diễn trong ít phút nữa và hẹn gặp lại các bạn ở ngay trên kênh Kingdom Studio. Kingdom Studio hân hạnh đồng hành cùng nhà tài trợ 188 Asia, website giải trí thể thao trực tuyến hàng đầu châu Á. Má đánh kỳ quặc quá.